Trở lại với kênh Duy Khải nha. Và lần này thì Ban Khải đang đấu giá vật phẩm cuối ngày, cũng như là đấu được cuốn 2 cuốn Long Tập Đoàn Vũ Ngựa Kênh, và phổ kiếm, phổ bổng và thiết là hắn này nọ Khải vừa đấu hết rồi. Và một viên thì tinh và một viên tinh hồng được 1.000 xu, được đâu được 4 kim rồi chứ, hơn 4 kim rồi. Rồi ok này, ok này, ai lên được không anh em ơi? Phổ bổng đã lên 2.000 xu này. Đó, hàng hot nha anh em, 2.000 xu lần 1. Đó, một phiên đấu giá quá sót này mà. Cái gì đấy? Ê, bảo hỏi Văn Tư Thần ơi, giao dịch một cuốn lẻ em ơi. Rồi, 2k6 lần 1, 2k6 lần 1 rồi nè mà, 2k6 lần 2, 2k6 lần 2 cho Hùng Hí Ẩn. Một cái phổ bổng 100% đập lên nha anh em, 100% từ cái bổng cấp 1 lên cấp 2, từ cấp 2 lên cấp 3 và từ cấp 3 lên cấp 4, và cứ lần lượt lên đến cấp 10, 100% lên không xịt như người nè. Đó. Rồi, chốt em Hùng là 2k6 giao dịch em ơi. Rồi, cái phổ kiếm ai mua không em ơi? Cái phổ kiếm ai mua không? Không ai mua, ngừng lại đợi đó tiếp tục này. Gì giao dịch em ơi, tiếp tục này. Tẩy tỷ kinh, 3 kim, phong đao em ơi, lên 100 xu. Tẩy kim là tẩy tỷ kinh hàng hot nha em. Ở server này đang có người chào đấu với 5 kim một cuốn anh em à. Nói chung anh em mua, cố gắng cánh cho ạc chính của mình, cũng như là đừng có tuồn ra ngoài anh em. Mình làm sao làm, cố gắng chuẩn, cố gắng ăn được mấy cái này thì mới khỏe anh em. Rồi giao dịch em ơi. Rồi Hùng mượn anh 600 xu giao dịch. 4k5 cho cuốn tại tiệc kinh vô thiên chạm. 5 cái gì 5k, ui 5k nhân vật hư cấu rồi, quá nhanh luôn. Khải luôn 166 xu à, thành Hùng nó mượn em 566 xu rồi anh ơi. Rồi Hùng mượn anh 6 xu rồi, tới anh bù cho anh ném cho Hùng được. Rồi dạy anh giao dịch của em này, anh giao dịch của em này 5k2, anh giao dịch của em 6 xu nè Hùng ơi. Anh Lâm từ bán cho em mượn nha. Ok. Rồi anh Hùng nha, anh Dũng giao dịch của em 5k2 cho vô tình hằng hiếm nha Nam. Trời ơi, một cái cuốn tại tiệc kinh 5k2 lần 1, hàng hot 5k3 cho nhân vật hư cấu. Đó, server đang chào đấu, đang chào mua 5k, ngồi thị trường nó mua 5k đầy luôn nha Nam. 5k4 cho vô tình quá hot. Bán cái gì đấy? À, tại tiệc kinh anh ơi, tại tiệc kinh, tại tiệc kinh 5k5 cho vô thương chạm. Hai anh em đang đấu giá một cái cuộc đấu cực kỳ hot. 5k6 cho họ vô tình, đường môn nô một Ban Khải nè mà. Đường môn này, đường môn cực kỳ khỏe luôn em ơi. Đường môn là nên đấu tại kênh là chuẩn rồi. 5k7, 5k8, một cuộc đấu giá quá gắt giữa hai anh em. Vô tình, đường môn và nhân vật hư cấu. Nhân vật hư cấu là phải gì ta? Hình như là cái cũng đường môn nó. À, hai anh đường môn đúng rồi, quá đẹp luôn. Hai anh đường môn ok luôn. 6k1, 6k và 6k1 cho vô tình. Bỏng cả tay luôn á con này bác ơi. Một cái phiền đấu giá quá hay. Anh ơi, Hùng ơi. Anh ơi, giao dịch của em này. Anh lên từ bên rồi. Giao dịch anh đi. Anh này, giao dịch của em luôn này. Giao dịch anh Khải. Ừ, giao em luôn, 600 xu vào đây luôn. Anh rồi. Mày trả anh 400 xu đi. Trả anh 400, ok, là cái này anh cho thằng Hùng mượn nha. Đó, không phải em nha. Rồi. Rồi, 6k1 lần 1 cho vô tình. 6k1 lần 1 cho vô tình. Hằng hết là chúng ta sẽ 15 giây mới nhảy một lần anh em ơi. Rồi, lần 2 cho vô tình luôn. Lần 2 cho vô tình luôn anh em ơi. Lần 2 cho cuốn tại kênh. Lần 2 cho lại, lần 2 sẽ mất số 2 rồi. Lần 2 vô tình. Rồi, không chờ đợi lâu nữa. Chốt vô tình lần 3. Rồi, tiếp tục. Hai cuốn gió là một tịch nha anh em. Cho thằng Hùng nha. Ok anh ơi. Rồi, gió là một tịch. 6 kim lên 200 xu. Lên hàng hot nhất trong đêm nay. 6 kim. Gió là một tịch anh em ạ. Hàng hot em ơi. 7 kim rồi. 8 kim. Ở ngoài là có người mua là 14 kim anh em. Ở ngoài có người mua 14 kim, anh em mua có thể 14 kim hơn. 15 kim thì không lỗi anh em. Đó, anh em mua cắn nhạc cho nó khỏe anh em ơi. Hôm qua đấu tới 15 đúng rồi. Hôm qua đấu 15 vô tư luôn anh em. 11 kim. Vô tương trả 11 kim. Rồi, anh nào vừa được 6k1 lần 3 là vô tình giao dịch cùng Khải vô tình ơi. Đứng trên rương nha anh em. 12 kim kìa. 12 kim cho Lâm Tiểu Băng. 12 kim, 13 kim. Quá hợp lý luôn. Bãi cả đáy hả? 15 kim anh ơi. 13 kim anh vô thương chảm. Hôm qua là 15 kim đó anh em. Hôm qua 15 kim đó anh em. Anh em cắn đi. Tại vì sao server này lên cấp rất là khó khăn. Anh em nào muốn mạnh như Phật tổ là chuẩn nhất. Cứ dứt vào nút một phát một là hơn người ta một cấp. Cứ vậy mà làm anh em. Đó. Cho anh em 30 giây. Cho anh em 30 giây để tiếp tục lên lần 2. Cho anh em 30 giây để tiếp tục lên lần 2. Mạnh mẽ lên các anh, mạnh mẽ lên em. Thôi, đúng bọn rồi. Mày, bọn mày có tẩy được kinh với cả 13 kim lần 2. 13 kim lần 2, tiếp tục chúng ta sẽ chờ đợi 40 giây sẽ bắt đầu chốt cái vật phẩm này nè mà.
Hôm nay thì anh em đấu giá hơi bị yếu tay một tí, chỉ có tầm 13 kim đứng hình rồi anh em à. 13 kim lần 2. 13 kim lần 2. 20 200 xu à. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục này. Không ai lên này, không ai lên, chuẩn bị tinh thần này. Rồi này. Ok, 14 kim cho họ Vân Thà Thần. Một bước nhảy phút cuối quá đẳng cấp. 14 kim lần 1. Đó. 14 kim lần 1. Nhảy lên 15 kim đi. Nhảy lên 14 kim lần 1. Quá. Nói chung là anh em 15 kim vô tiêu chảm. 15 kim cho anh vô tiêu chảm. 15 kim. Hàng hot nha anh em à. 15 kim cho anh em. 15 kim cho anh em. 15 kim cho anh em. Ở dân tòa thần chơi hút cuối rồi nhưng mà vẫn quá đẹp. Lần 2 cho 15 kim họ dân tòa thần. Rồi anh nào vô tình đâu? Vừa giùm em giao dịch 5k mấy rồi ta? Anh vô tình là nhớ đâu rồi. Anh vô tình là 6k1, anh vô tình là 6k1 giùm em á. Vô tình về giao dịch 6k1. Rồi. 15 kim lần 3. Chốt anh ơi. Chốt cho vô tiên chảm 15 kim lần 3. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tiếp tục cuốn thứ hai. Tiếp tục cuốn thứ hai này mà. Võ Lâm Một Tịch 6 kim. Bắt đầu nhảy bước nhảy 200 xu. 10 kim cho Lâm Tử Banh. 10 kim cho Lâm Tử Banh luôn. 10 kim cho Lâm Tử Banh luôn. 11 kim cho hư nhân vật hư cấu. 11 kim nhân vật hư cấu. 12 kim cho Dư Khải cùng luôn. 12 kim cho Dư Khải cùng luôn. 13 cho Lâm Tử Banh. Bước nhảy có thể là 15 sẽ là chốt anh em ạ. Cả người sẽ là tiếp tục sẽ là 15. Đó. Nóc 5 cuốn là thấy hơn người ta. 5 cấp là thấy mạnh như Phật Tổ luôn anh em. Đó. 13 kim lần 1 cho Lâm Tử Banh. 13 kim lần 1. 13 kim lần 1. Đúng rồi anh em. Trung bình 1 triệu một cuốn trung bình đó. Ở ngoài nó mua 14 kim không ai bán anh em. Hằng hot server không hiêm. Kiếm không ra anh em. Chung là server này bỏ lắm một tịch là 13 kim lần 1. Liệu anh em nào lên 14 kim không? Từ xưa giờ liệu có anh em nào lên 14 kim không? Nó hơn 13 kim lần 1. Chuẩn bị lên đến bước nhảy thứ hai. Mười bốn kim cho vô tương chạm. Phải rồi, xém tí lên bước thứ hai rồi. Tiếp tục chúng ta quay lại 14 kim lần 1 cho anh em 40 giây đợi suy nghĩ. Đó. Rồi, chuẩn bị anh đang chờ 3 phút cuối nhảy vọt 15 kim này. Tệ lắm. Rồi tiếp tục này, tiếp tục này. 14 kim lần 1 này. Hùng ơi. Từ từ Hùng ơi. Từ từ Hùng ơi. Anh vô tình đâu ta? Anh vô tình gì vậy? 14 kim lần 2 cho vô tương chảm. Tiếp tục cuốn thứ hai. Liệu anh ta có sở hữu được cuốn thứ hai hay không? Hàng hot nha năm ơi. Anh làm tiêu bằng lên 20k luôn. Chúng ta còn 30 giây cuối cùng để có thể chốt vật phẩm này với trị giá 14 kim. Cuốn Võ Lâm Một Tịch hot nhất server. Một cuốn. Hôm nay vừa mua mất tầm hôm nhỉ. 5 cuốn Võ Lâm Một Tịch rồi. Chúng ta còn 20 giây cuối cùng. 20 giây cuối cùng để chốt vật phẩm này nè mà. Rồi là đốp em bù kim luôn đó anh em. Ếch này ếch phụ mà đốp cả được chết luôn á. Rồi 10 giây cuối cùng để chúng ta có thể chốt cuốn này. 14 kim. Em Thúy Yên em một con bạo này. Rồi này. Chốt này. Anh hai cuốn 29 kim. Đó, giao dịch anh ơi. 29 kim cho vô tương chạm đúng không anh Nam? Một ông vô tương chạm là hai cuốn luôn đúng không anh Nam? Thì có phát lương đấy Khải ơi. Có nơi anh em nào ở lại được thì phát lương không sao hết, cái lương không mất anh em, hoặc là chưa mai nhận cũng được nha, không sao. Rồi, nha hôm nay là bán ra là hơi cao thôi nhá. Về giao dịch anh em ơi còn phổ kiếm này. Phổ kiếm hồi nãy á là cái phổ kiếm này hàng hiếm này mà không ai đấu này. Tiếp tục này, giảm giá cho anh em 500 xu lên 100 xu. Phổ kiếm lên anh em ơi, 500 xu lên 100 xu. Đó, 1k cho Hùng Hí Hẳn. Hùng Hí Hẳn 1k. Đó, anh này là 29 kim. Từ từ đợi em tới anh ơi. Hiện tại đợi em tới nha, em bỏ mấy cái quả này tới phát lương quả sau nè, đợi em tới. 29 kim thì tầm này. Đợi em tới nha anh trai ơi. Đợi em tới nha, em ao cái con một ca rưỡi cho Lâm Tiểu Banh. 1k rưỡi cho con phổ kiếm cho Năm. Được muốn cầm kiếm hả anh? Này 1k rưỡi này lần 1. 1k5 lần 1. Thế mày không biết là anh chơi. Đợi Khải tới nha, vô tương chảm mà đợi Khải tới nha. Thêm cả Ngami à? Em à, okay. 1k5 lần 1, 1k5 lần 2, 10 giây nữa chốt. Đó. Khải lấy cái ạc này, Khải lùm quả này, tí phát lương mà ạc lùm quả này nè mà, đợi Khải tới nha.
Phật Sơn. Nên là Khải bỏ bớt cái quả mà là được Khải lượm 29 kim bên này đó. Rồi. Rồi chốt anh Lâm Tiểu Bang giờ em luôn nè. Chốt. Rồi em vừa định nói chốt luôn. Rồi chốt cho anh trai Lâm Tiểu Bang 11 kim 5. Rồi em tới nữa. Rồi anh em cho anh trả anh 5 xu nha. Ok em trả anh 5 xu ok luôn. Rồi em tới bỏ quả vào cho anh đi. Giao dịch cho anh đi Khải ơi. Rồi hiện tại danh sách lương bên trên thì chúng ta vô công xong. Tuần 20 giờ vừa rồi á là một quả nha Nam. Rồi tuần 22 giờ lúc nãy á đánh nhau từ đầu cuối cũng là một quả, chỉ có tuần hồi trưa là mỗi người 150 xu nha Nam. Rồi tiếp tục anh em ơi. Giao dịch cho anh Khải ơi. Anh ơi. Giao dịch đâu rồi? Làm thuốc banh này. Rồi tiếp tục anh em ơi, còn gì đây? Hiện tại giờ còn quả. Anh em nào mua nắm quả anh em ơi, còn không mua nắm quả thì đỡ chuẩn bị phát lương này, xong này. Giao dịch rồi anh. Tất cả là xong, tất cả đã vào vị trí là xong. Anh Vương Chảm lượm kim nè anh ơi. Vương Chảm rồi. Lâm Tiểu Bang giao dịch không đồng ý nè. Vương Chảm giao dịch anh ơi. Không. Ủa Vương Chảm giao dịch ai vậy? Vương Chảm giao dịch ai vậy? Giao dịch ăn nào đấy? Má thiệt. Giao dịch phong đao là anh đặt phong đao nãy giờ em thiệt anh bị sao á. Nãy giờ phong đao đấu giá hỏi giao dịch ai chịu rồi. Không, anh Dũng hồi nãy giờ anh Dũng nãy giờ có say không? Chẳng đâu. Tại vì không. Nó bắt đi nhiều quá bây giờ nó không ấy được. Không, anh giao dịch ạch phong đao kìa, ạch phong đao của em kìa. Phong đao kìa. Đúng là anh Dũng say này mà. Dũng say anh Dũng này có tên Việt danh là Dũng say. À, danh cái đó của vụ đề hả? Ừ, danh Dũng say nha em. À, giao dịch nè anh em ơi. Thì cái này nó party nhiều quá mà. Giao dịch này vô tiền chảm anh ơi. Ok. Không được. Rồi đợi em tới. Em đang giao dịch bên này đã. Off về vô lại là mất anh. Ừ. Rồi em giao dịch cho vô tiền chảm kìa để cho nó. Đây đang giao dịch. Hai cuốn 15 tịch đó. Hàng hot nha anh em. 2 4 6 8 10 2 4 6. Thì hôm nay 29 kim này ra chia đều mấy cả ra anh em được kiểu gì được bao nhiêu tiền. Cái tour này tới này em sẽ bắt đầu này dư xong em bắt đầu em sẽ chia tiếp đó, em chia vô người bạn tiếp tục anh em ơi. Nhưng mà tính ra như thế hôm nay anh sẽ cái bảng công của anh ấy cả ơi mà đi anh đi cũng hoạt động mấy 12 giờ trưa với cả 29 ba tuần đấy ra như thế mà ra sao về à trừ tiền quả đi mà sao nó có 1 2 3 4 hơn 500 tiền công. Từ tới nay em kiểm tra anh hoạt động bao nhiêu là có hết trên đó anh ơi. Cứ một tuần là 100 xu, tuần nào mà đẹp đẹp là 200 xu, tuần nào mà trung bình là một quả đó. Còn tuần nào mà ớ là quả hết anh em, tại vì không đấu giá được là quả hết. Rồi tiếp tục này. Quả hiện tại bây giờ này anh em rồi. Em kiểm tra coi. Xong chưa anh ơi? Anh nói xong chưa nói ơi? Hiện tại này. Nói nghe này, hiện tại bây giờ anh em hiểu vấn đề này nha. Hiện tại nha, đây. Hiện tại anh em xem trên live này trực tiếp ok chưa? Còn một cái phổ gì đây? Ô phổ kiếm giao dịch anh em tụi bay ngay giao dịch này. Giao dịch phổ kiếm này. Để em phát lương sao cho tương đối một cái. Giao dịch. Giao dịch này. Trang tính Khải ơi, trang tính được xong hết nha. Rồi ok anh ơi. Trả anh 500 xu nha. Trả anh 500 xu rồi ok. Đây. Em sẽ tính cho anh em xem. Thanh Liêm Hồ ơi, đừng cái comment tầm bậy bạ anh ơi. Comment cái gì mà bất kỳ tùm lum tùm lưa vậy? Anh tào lao quá nha. Coi được không coi được anh đi chỗ khác nha anh ơi. Ôi giao dịch lại, em quên rồi, giao dịch lại. Cái gì mà comment trên này chửi quá trời vậy? Không giao dịch cái sao? Đó đây giao dịch lại. Ông này không biết gì bị gì chửi quá trời. Thôi giao dịch lại anh ơi. Bị gì vậy trong anh cứ bị gì trong anh Thanh Liêm Hồ? Cái gì mà ngồi chửi tùm lum tùm lưa vậy? Anh em đang bàn tán vui vẻ mà anh chửi vậy? Rồi, để Khải thống kê xem được bao nhiêu đây, bao nhiêu kim này. Khải sẽ tăng lương anh em luôn trong cái giai đoạn này luôn. Hiện tại lương là có sẵn kim kia rồi, để Khải kim cơ thì bao nhiêu xu này. Ok nha. Ok anh. Đây, anh em còn đứng ở đây, trên like có hết nha anh em. Đó, hiện tại bây giờ là không ai mượn ai, không ai nợ ai. Chỉ còn dư mấy cái quả Khải vừa bỏ rương thôi. Hiện tại vừa rồi ngày hôm nay là mình đấu giá tổng được 44 kim. Đó, 44 kim ngày hôm nay được Khải vô danh sách đó. 44 kim. Khải sẽ tăng lương anh em nha. Lúc như lúc nãy á, nè, từ từ em nói ngay. Lúc nãy á là anh Lâm Tiểu Bang có hỏi một vấn đề á là khá là ok. Tại vì sao? Tại vì sao là lúc đầu là em đang ghi dưới tất cả mọi người một công á là trung bình là 100 xu chuẩn chưa? Anh bảo là đúng cái rồi. Lương này á là mình đấu giá rất là nhiều mà tại sao chỉ có 100 xu thôi, nhưng mà mình đấu nhiều như thế này mà tại sao không phát hết cho anh em? Nhưng mà đúng không? Lúc đầu á tại vì ban mình chưa có cuốn nhiều lắm một tịch này á nên là lương của mỗi người á trung bình 100 xu thôi. Ok chưa? Còn hiện tại bây giờ mình đã có được hai cuốn như thế này và bây giờ em sẽ đúp lương. Và đúp lương như thế nào anh em chờ một tí đó. Ý anh hỏi cái vấn đề là ấy thôi, nhưng mà cái bên ý anh hỏi đang hỏi là vấn đề là
rau quả cho anh em, và sau rau quả là cái nâng bót với cả 44 kim này, cộng 44 kim này, cộng quỹ ban này. Quỹ ban hiện tại lúc này có bao nhiêu được Khải tính này? Quỹ ban hôm qua á, hai ngày vừa rồi mình thu được này, anh em kích lên phần dùm Khải. Mỗi lần phát lương Khải đều rõ ràng và chi tiết từng ti từng lý. Ok chưa? Đây, hồi hôm qua là mình đã thu được là 27 kim 661 xu. Đó, trong vòng 3 ngày là mình thu được 27 kim 666 xu. Và Khải đã tính lương ra bên trên á là tương đối là mình phát là 49.000 xu. Đó, anh em thấy thiệt hại, đã thấy thiếu hụt chưa? Hụt. Nhưng mà may mắn sao là hôm nay anh em đã thu về được cho bang 44 kim trong ngày hôm nay, nên là lương anh em chúng ta sẽ đẩy lên. Hiện tại mỗi tuần là trung bình là 150 xu, và tuần nào 200 xu á thì Khải sẽ đẩy sao lên cho tương đối cho anh em một chút, mỗi người một chút xíu nữa cho nó tương đối. Được, Khải cảm quý bang này lại một cái nữa anh em ơi. Hiện tại hôm qua này thu này 27 kim mấy này, hai ngày này trừ cho lương hồi trưa này, hồi trưa này Vũ đỡ trừ 500 xu này, anh em đợi chút nha, trừ 500 xu, hun 500 xu, trừ cho hai ông sang bót hết một kim này, trừ 500 xu, trừ 500 xu. Được, Khải viết cập nhật thông báo ấy. Tổng quỹ có, tổng quỹ hai ngày có này, 26 kim 661 xu. Rồi, 26 kim 661 xu. Và tiếp tục lúc nãy này, lúc nãy này chúng ta bị bơ ca bao nhiêu đây? Nãy anh em nào giải bơ ca chưa ta? Anh em tuôn như rồi 22 giờ có ai giải bơ ca không anh em? Có tôi nè. Rồi rồi, được, Khải kiểm tra này. Ai giải bơ ca? Về giao dịch giải bơ ca luôn này. Chụp hình lên chưa? Khải này. Chụp hình nó để đâu rồi? Ok. Bot ở đâu? Chụp hình lên cái phần công bot BK top bot. Chụp lên cho Khải đi. Hồi trưa là 6 người nữa, được Khải vô hết cái này xong tính tiếp anh em ơi. Rồi tiếp tục này, trừ quỹ BK hồi trưa là 6 người này, trừ 900 xu này. Trừ 900 xu này. Số giải BK này. Đợi chút nha. Trừ 900 xu hồi trưa này. Trưa này, giải BK này. Rồi. 26661 26661 trừ cho 900 xu lúc trưa này, 6 người giải bơ ca này. Rồi còn lúc này bao nhiêu nữa báo nó giùm Khải nữa nè anh em ơi. Tổng đội Khải gì anh em phát giải bơ ca cái còn lại bao nhiêu nè? 25761 25761 rồi ra sức tuân lý 39 điểm 25761 rồi. Ủa, tiếp tục này, tối nay này, tối nay như thế nào nè mà tối nay này bao nhiêu người giải bơ ca gì giùm Khải lên muôn trắng luôn. Nếu mà anh em nào không chụp hình á, hoặc là chụp hình rồi thì có thể ngày mai nhận tiếp không sao nha. Khải chốt là được rồi. Tối nay này, 1, 2, 3, 4, 5 người giải bơ ca, còn ai hơn không anh em? Anh em thấy cái phần combo top bot phong độ không?